Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình chuyên kể về những câu chuyện lịch sử được phát vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Một chuyên gia chiến tranh rừng rậm thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ đã từng nói: ở Việt Nam, nếu trong núi cao rừng rậm gặp một người Việt Nam cởi chân, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, chân trần không đi dép thì bạn phải hết sức chú ý, đừng khinh bỉ. Nếu không, khi bạn quay đầu đi, bạn sẽ bị ăn một viên đạn từ phía sau hoặc một nhát dao găm. Họ là những con tắc kè rừng rậm khiến người ta luôn phải sợ hãi. Đó là những lời nhận xét của Mỹ về bộ đội đặc công của ta. Ở dưới đất thì họ cực kỳ sợ điều đó. Thế nên tất cả những thứ mà Mỹ muốn là đưa Việt Nam về cái thế phải đánh nhau trên bầu trời. Và tất nhiên, dùng máy bay hay bất cứ thứ gì để đánh nó đều không phải là sở trường của người Việt mình. Ngày đó đối với người Mỹ thì Việt Nam là một đất nước mà người dân còn chưa nhìn thấy cái đài radio bao giờ, thì biết làm sao được về tên lửa. Kể cả có được viện trợ tên lửa đi chăng nữa thì cũng biết cái gì mà bắn. Đối với các phi công Mỹ ngày đó thì tên lửa của Việt Nam nó chỉ giống như những chiếc cột điện biết bay, đơn giản vì nó to như cái cột điện, và bộ đội của ta biết ấn nút để cho tên lửa bay ra khỏi bệ phóng là đã quá giỏi rồi. Điều khiển được nó bay được theo hướng đã định là một điều không thể. Chính vì thế mà tên lửa không có một tí sát thương nào đối với các phi công Mỹ cả, và họ luôn cười như bố đẻ em bé mỗi khi thấy tên lửa của mình phóng lên. Đánh B-52 bằng cách né nó hay đánh nó ngay tại nơi mà nó cất cánh, đó là những cái mà bộ đội ta đã làm thành công và được nói ở trong số trước. Thế nhưng bây giờ sao? Có tên lửa Liên Xô viện trợ rồi, chả nhẽ lại không thể bắn được B-52. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi bắn được B-52 là một việc cực kỳ khó nếu như chúng ta đã nghe qua về những thông số, những trang bị được lắp trên một chiếc B-52. Nói một cách dễ hiểu thì mặt sân của sân vận động quốc gia Mỹ Đình có thể chứa được vừa khít hai chiếc B-52. Mỗi máy bay có chiều dài và rộng xấp xỉ bằng một phần sân. Chiều cao của một chiếc B-52 tương đương với một cái nhà 4 tầng ở Việt Nam. Trần bay tối đa có thể đạt là 15 km, vận tốc của nó lên tới 960 km/h. Theo đường chim bay từ Sài Gòn ra Hà Nội khoảng hơn 1000 cây số thì bọn B-52 này nó chỉ bay mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đó mới chỉ là số đo 3 vòng của một chiếc B-52. Thế nhưng cái đáng sợ nhất của nó chính là khả năng mang được tới 30 tấn bom và có thể bay liên tục 9 giờ đồng hồ không cần tiếp dầu. Cùng với đó thì nó còn có rất nhiều các thiết bị điện tử gây nhiễu trên người để tên lửa không thể tìm ra được mà bắn. Theo như một số tù binh, phi công Mỹ bị ta bắt giữ có chia sẻ, chỉ riêng hệ thống gây nhiễu trên một chiếc B-52 đời G đã có giá tương đương với một chiếc máy bay chiến đấu cơ F-4D. Chính vì những thông số đó mà Mỹ đã chém gió ngút cần công tơ mét về siêu pháo đài bay của mình. Bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt, có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương. Giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt Nam như đi dạo chơi vào chỗ trống. B-52 là bất khả xâm phạm. B-52 chỉ có thể rơi do thời tiết hoặc là do trục trặc kỹ thuật, chứ quyết là không thể bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội phòng không không quân Bắc Việt. Đó tất nhiên chỉ là những chém gió của phía Mỹ. Còn trên thực tế thì đã có quá nhiều các phi công của họ bị bắt sống và trở thành công dân của nhà tù hỏa lò. Quay trở lại với nguyên nhân của trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, đó là việc quân đội Sài Gòn đã thua quá đau trong chiến dịch Lam Sơn 719 trước đó. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đã bị thất bại hoàn toàn, khiến cho Mỹ buộc phải đích thân ra tay, thể hiện mình là một đất nước siêu cường và tìm cách rút quân trong vị thế của một ông lớn. Ý định của Mỹ là kiểu đánh thế thôi nhá, này đánh cho hiểu anh mày đây là ai thôi nhá, lần sau đừng có mà lắc cắc, hiểu không, lần này là anh tha ấy. Lần sau mà còn như thế nữa nhá, anh đấm không trượt phát nào đâu. Ý của Mỹ là như thế. Thế nhưng bây giờ làm thế nào để điều đó trở thành hiện thực là điều không hề đơn giản. Bởi vì nhân dân Mỹ đang kịch liệt phản đối chiến tranh. Họ đã quá chán với cảnh con cái của họ phải rời xa gia đình để đến một nơi mà chưa biết có thể tìm thấy xác để mang về hay không. Chính vì thế mà trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 1972, Nixon đã đứng lên tranh luận giống hệt như Donald Trump và Biden đang làm. Ông đã lừa toàn bộ người dân nước Mỹ rằng: mọi người yên tâm, hòa bình đã ở trong tầm tay rồi, con em của mọi người sắp được về nước rồi, cứ tin tưởng và bỏ phiếu cho tôi đi. Tất nhiên là không phải tự dưng Nixon nói điều đó mà người Mỹ tin ngay được. Đơn giản bởi trước đó ông đã giao trước một kịch bản cực kỳ chi tiết.
Suốt từ ngày 8 tháng 10 năm 1972, ta và Mỹ đã thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Cụ thể trong đó, chúng ta đã thỏa thuận rất chi tiết những điều sau. Ngày 18 tháng 10 năm 1972, Mỹ sẽ chấm dứt ném bom trên bộ và ngừng giải mìn phong tỏa các cảng biển của miền Bắc Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 72, lễ ký tắt giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kissinger được tiến hành tại Hà Nội. Ngày 26 tháng 10 năm 72, lễ ký kết chính thức giữa bốn bên tham chiến tại Paris, bao gồm Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Ngày 27 tháng 10 sẽ ngừng bắn trên toàn Việt Nam. Thỏa thuận là thế, thế nhưng Mỹ lại yêu cầu cho lùi thời gian biểu xuống 4 ngày đến ngày 31 tháng 10 mới chấm dứt chiến tranh. Tất nhiên là vì thiện chí, phái đoàn của ta vẫn chấp nhận đề nghị đó của Mỹ. Một tuần lễ sau, vào ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận được thư của Tổng thống Nixon khẳng định hiệp định coi như đã hoàn tất, hãy tin vào chúng tôi là có thể ký kết được hiệp định như thời gian biểu đã thỏa thuận. Tất cả mọi thứ đều được công khai, đều được minh bạch. Chính vì thế mà người dân Mỹ ai ai cũng tin vào hòa bình, tin vào Nixon và bầu cho ông ấy. Lúc này, tưởng chừng mọi thứ đã xong, nếu là người khác thì sẽ buông xuôi luôn, bởi giấy trắng mực đen Tổng thống Nixon viết thì 99% là chuẩn xác rồi. Thế nhưng Việt Nam mình đã quá hiểu Mỹ, đã quá hiểu cái kiểu đàm phán ép buộc mặc kệ người đối diện. Mỹ trên bàn đàm phán lúc nào cũng ra vẻ tao là một nước lớn, mày là nước nhỏ. Việc của tao là nói, việc của mày là nghe và phải làm theo, cấm cãi. Hiệp định Geneva đã dạy cho chúng ta quá nhiều về điều đó. Và cùng với đó thì bác cũng đã dặn rất kỹ rằng Mỹ nhất định thua, thế nhưng nó chỉ thua khi nó thua trên bầu trời Hà Nội. Chính vì thế mà mặc dù Nixon có hứa như nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải chuẩn bị rất tốt cho tình huống xấu nhất xảy ra. Và tất nhiên, mọi thứ mà chúng ta dự đoán đều đúng tuyệt đối. Sau khi lừa người dân Mỹ để leo lên được chiếc ghế tổng thống, chính quyền Nixon đã quay ngoắt 180 độ. Mọi thỏa thuận của ta và Mỹ lúc này gần như bị gạch bỏ hoàn toàn. Nixon đòi sửa tới tận 69 điều trong tất cả những gì mà hai bên đã thỏa thuận với nhau. Cái cốt lõi nhất vẫn là việc đòi miền Bắc phải rút quân, miền Nam là một quốc gia riêng. Tất nhiên, Việt Nam mình không thể nào chấp nhận được điều đó. Chính vì thế mà trên bàn đàm phán, Kissinger đã liên tục đe dọa ông Lê Đức Thọ của mình hết lần này đến lần khác. Nếu các ông không tỏ ra biết điều, Tổng thống chúng tôi sẽ buộc phải ra lệnh ngừng đàm phán và tiếp tục các hành động quân sự mà hậu quả sẽ rất khó lường. Nếu cuộc thương lượng bị tan vỡ thì chiến tranh sẽ tiếp diễn với cường độ mạnh hơn. Đến lúc đó, cuộc chiến tranh sẽ thay đổi tính chất, cuộc thương lượng này sẽ thay đổi tính chất, Mỹ sẽ không bàn bạc về hiệp định này nữa. Với thái độ cứng rắn của mình thì ông Lê Đức Thọ đã phản pháo lại một cách chắc nịch rằng: "Này, không phải dọa nhá. Tôi với ông đánh nhau mười mấy năm nay rồi, đàm phán cũng 5 năm nay rồi. Các ông sẵn sàng thì mới ngồi đây để giải quyết, không dùng đe dọa với Việt Nam bọn tôi được đâu." Đó cũng chính là bối cảnh khởi đầu cho cuộc chiến 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, để rồi Việt Nam làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bây giờ, chả nhẽ lại ngồi nói về việc các tình báo của ta đã phát hiện ra B-52 đang tiến vào đánh bom như nào, rồi thì làm thế nào để bộ đội radar tên lửa có thể tìm được B-52 trong đống nhiễu, rồi thì máy bay MiG-21 đánh B-52 như nào. Đấy, tất cả những thứ đấy mà nói ở đây ấy, thì cái số này nó lại bị rườm rà, mà nó lại không mạch lạc cho lắm. Anh Tuấn ơi, thằng này có lương nha anh. Thôi đấy, thôi em cũng xin phép dừng số này ở đây, tranh thủ đi kiếm tiền trả lương cho anh em phát đã. Nếu mà có điều kiện ấy, thì sếp có thể gửi cho anh em xin ít tiền uống nước qua cái tài khoản ở phần mô tả phía dưới nhá. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo về những video sớm nhất nha sếp nha.